Hi, chào anh em đồng hồ chị Lộc, mình là Tờ Lũ S98. Rất vui quay trở lại bạn ở trong video ngày hôm nay với cái bài review về chuỗi sự kiện từ ngày 26 tới ngày 5 tháng 11 có tên là Sáng Thế Hổ. Đã có một số bạn nhắn đến mình là sao lại làm một cái sự kiện này, không làm chuỗi sự kiện này và lâu như vậy, thì mình cũng xin trả lời luôn ở đầu video. Đó là mình cần phải nghiên cứu các bạn ạ, chứ mình cũng không phải là anh em chém gió là người nhà gà rán thôi, chứ thực sự mình cũng không biết gì về cái việc đó là event gì ra trước ra sau và ra con gì đâu. Tất cả chỉ là sự dự đoán mà có tính chất là cái gì tính toán hay toán tính, thì mình mới đưa ra các dự đoán mà các bạn có thể kiểm nghiệm lại các chuỗi sự kiện mà mình đã review, thì rõ ràng là các dự đoán đấy khá là chính xác, đúng không? Khá chính xác. Cái này mình xét lại là hoàn toàn là dựa vào cái khả năng dự đoán các bạn nhé, và tất nhiên nó sẽ có đúng có sai. Chuỗi sự kiện này cũng vậy, trước tiên là đều nói về cái tên sự kiện này, có tên là Sáng Thế Hổ nhưng lại in hình của Chrysalis, thì nhiều bạn cho rằng đây là một cái vụ gọi là treo đầu dê bán thịt chó ở Gaiana. Chính xác là treo đầu dê bán thịt hổ, đúng không? Đấy, mình nói luôn ở đây thì mình tin rằng người đặt sự kiện lần này không phải phê cần hay là ngáo đá gì đâu. Đấy, thực sự chuỗi sự kiện này nên đặt tên là Sáng Thế Hổ do nó có sự xuất hiện của một võ sĩ hạt nhân của team Sáng Thế Hổ, đó chính là Ainis. Cái này thì lịch ra sự kiện nó như thế nào thì mình sẽ đưa cái lời dự đoán của mình ở phần dưới video. Còn việc xuất hiện hình Chrysalis ở đây do có cái hồn vũ khí của Chrysalis cũng trong cái hình sự kiện bên dưới, cho nên hình Chrysalis lên là cái hình tốt nhất. Nó không có hồn vũ khí Rugal, cho nên Gaina không thể đưa ra cái hồn đưa ra hình ảnh của Omega Rugal được. Có chăng là hình ảnh của Chrysalis là thỏa mãn hơn cả. Ngoài ra thì mỗi một cái tiêu đề hay một cái vấn đề gì đó mà nó gây sự tranh cãi thì chắc chắn sẽ tạo ra sự cuốn hút hơn so với những cái tiêu đề, những cái tít mà nó rất là nhàm chán và bình thường. Mình cho rằng người làm ra cái tiêu đề, đặt tên tiêu đề này và làm cái hình ảnh này hoàn toàn là có cơ sở và là một người làm chuyên nghiệp, biết cách tạo sự ấn tượng, biết cách tạo sự tranh cãi cho những người xem. Mà cuối cùng thì nó vẫn gọi là nghiên cứu cách sâu xa, nó vẫn thỏa mãn cái yêu cầu của công ty, yêu cầu của gọi là người chơi, khi mà nội dung bên trong của nó thì đúng là có liên quan đến Sáng Thế Hổ thật chứ không phải là không. Nhưng mình nói luôn là cũng có liên quan đến cả Sáng Thế Rắn, nhưng Sáng Thế Rắn thì nhắc vài hôm trước rồi, rất quá nhiều rồi, đúng không? Lên đặt tên là Sáng Thế Hổ thì sẽ hay hơn. Rồi, đó là cái thứ nhất về cái tên của chuỗi sự kiện. Chúng ta cần có một cái nhìn phải gọi là chính xác, đúng không? Chính xác. Rồi, cái chuỗi sự kiện này thì nó bao gồm các mục nhỏ như sau, chúng ta sẽ đi chi tiết. Hôm nay thì đã là ngày số 20 mấy rồi nhỉ? Mình sẽ nói hôm nay đã ngày số 28 rồi. Thế thì nó cũng đã diễn ra được khoảng độ 2 ngày sự kiện rồi. Bắt đầu từ ngày 26, chúng ta đã nhận được cái phần thưởng đăng nhập bao gồm thẻ là Guru xong rồi, đúng không? Đã đổi mảnh hồn khí cũng xong rồi, xong từ hôm qua rồi. Những người chơi thì thiếu mảnh hồn khí thì mình tin rằng cũng có thể gọi là thiếu các hồn vũ khí, thiếu một số mảnh thì hoàn toàn có thể được hưởng lợi từ cái sự kiện này. Tuy nhiên thì mình cho rằng nó không nhiều lắm. Chuỗi sự kiện cào vàng bao gồm 2 ngày, trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Chuỗi sự kiện này thì cá nhân mình để ý thì Gaina có fix một chút về tỷ lệ Iori cũng như là kể cả Orochi, nó ra rất là nhiều, đem lại cho lượng người chơi một cái lượng vàng có thể nói là rất là dồi dào phục vụ việc update ban môn. Vì mình chắc chắn rằng những người chơi mà đang có võ sĩ phải nâng môn trong đội hình thì cái việc thiếu vàng đang diễn ra đấy, thường ngày hàng ngày luôn. Sự kiện cào vàng sẽ là nguồn cung cấp vàng đáng kể cho người chơi có thể gọi là sớm hoàn thành lâng võ sĩ của mình đạt cái trạng thái môn cao nhất. Tẩy luyện chúc phúc là cái thứ để nhắc nhở chúng ta luôn luôn phải tẩy luyện chúc phúc, vì cái đây là một tính năng mới nhưng rất là quan trọng. Các sự kiện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đây chỉ là những cái sự kiện phụ và mình cho rằng cần phải đọc chứ thực sự không cần phải đáng lưu tâm lắm, không cần phải chú ý lắm, cứ ra thì chơi thôi, đúng không? Đồ ăn võ sĩ này dành cho những bạn chơi team gấu, mình nghĩ rằng là đặc biệt là những người mà gọi là gì yêu thích những cái team nó phụ thuộc nhiều về uy lực, và đặc biệt là có một cái tôn chỉ đó là uy lực là tất cả, các thứ khác không quan trọng, thì chắc chắn là phải tiêu kim cương cho cái sự kiện đồ ăn võ sĩ này. Cá nhân mình nhận định thì các cái đồ ăn ở trong sự kiện này sẽ rẻ hơn ở trong mọi shop còn lại các bạn nhé. Trong tất cả các shop thì không thể rẻ bằng trong cái sự kiện gọi là đồ ăn võ sĩ này được. 25 đồ ăn với 750 kim cương hoặc là 50 đồ ăn với 1.400 kim cương. Đồ ăn này là đồ ăn hiếm thôi. Vua vượt màn chính kết hợp cùng với sự kiện nhân đôi thể lực trong 2 ngày 28 và 29. Mình cho rằng cái sự kiện quét màn chính này thực sự nó không quá quan trọng, nhưng sự kiện nhân đôi thể lực này là hết sức quan trọng, vì ngay sau đó thôi, đó là ngày 10 sẽ là chuỗi sự kiện quét màn của Halloween. Thì các anh em nào chưa tích được khoảng độ 1.000 thể lực thì lên mua khoảng 5 lần thể lực ngay từ bây giờ, bởi vì trong 5 lần đầu tiên thì chúng ta sẽ được x2 thể lực. Đây là một trong nguồn lực rất là quan trọng để giúp chúng ta
hoàn thành tốt cái sự kiện gọi là nhiệm vụ Halloween. Còn đâu nhiệm vụ Halloween chúng ta được gì thì chúng ta hãy cùng theo dõi ở phần bên dưới. Quà VIP đây cũng là một cái khá là hay ho. Mình để ý rằng VIP 6 thì sẽ được hồn khí Clark. Đây là một cái điểm sáng khá sáng, giúp cho người chơi, đặc biệt những người chơi xem và mới có thể dễ dàng tối ưu cái võ sĩ Clark, một cái võ sĩ mình đánh giá rất là đặc biệt và hiếm người dùng. Thì hy vọng là Clark sẽ trở đến xuất hiện nhiều hơn nữa ở những cái server, đặc biệt server mới, làm cho cuộc chơi nó trở lên gọi là thú vị, hấp dẫn và đa dạng hơn. Việc bán hồn hỗ trợ của 5 võ sĩ đã xuất hiện, bao gồm Kensu, Leola, Ryu hay là Ryo hay là Benim, cái gì đấy, Kyo, là điều khá là cần thiết, đặc biệt là với những người chơi gọi là muốn chơi theo kiểu tàu nhanh. Tuy nhiên thì lượng người mua được thẻ này thì mình nghĩ là không nhiều. Thứ nhất là giá của nó cũng không đắt đỏ, không phải là rẻ mạt. Và thứ hai là nó cần yêu cầu mức VIP khá cao. Muốn mua được hồn hỗ trợ Leola thì bạn phải đạt tối thiểu VIP 10, còn chỉ những ai VIP 15 thì mới có thể mua được hồn hỗ trợ Kyo. Không hề đơn giản chút nào cả, đúng không các bạn? Thử thách combo sẽ giúp cho chúng ta một lượng kim cương đáng kể. Cá nhân mình thì nhận thấy rằng sẽ hiện được khoảng độ từ 400 đến 500 kim cương. Rõ ràng không phải một con số nhỏ, đúng không? Giúp cho chúng ta ổn định hơn trong cái việc tích lũy kim cương để quay mèo đầu tháng. Mình không rõ là tháng này thì Gaia có giữ nguyên mèo đầu tháng hay không, nhưng theo các lịch trình cũ thì đầu tháng dù là vòng quay hay là đua dương hay là cái gì chăng nữa thì đều có mèo. Và mình hy vọng là đầu tháng này vẫn có mèo. Mở tháng két vàng x2 tiếp tục là cung cấp cho người chơi một lượng vàng tốt hơn. Ngoài ra thì vật tháp đang là một trong những tính năng khá là nhàm chán, khi mà đặc biệt là những với những người chơi ở server cũ, bởi vì thực sự nó không có gì gọi là mới mẻ quá, đúng không? Đổi quá hấp dẫn, chúng ta sẽ đổi cái gì đây? Đá chuyển hóa chủ yếu cho những bạn thay máu trong đội hình thôi. Các phần còn lại mình nghĩ rằng không quan trọng lắm, kể cả chìa dương thần luôn. Mặc dù nó được giảm giá tới 50%, mình nghĩ là có mỗi chìa dương thần thôi và đá chuyển hóa thôi. Các cái thẻ khác thật sự rất là không quan trọng. Mảnh hồn khí 100 mảnh, 100 kim cương trong 10 mảnh, mình nghĩ rằng không cần thiết phải mua. Trừ những ai đang thiếu, rất là thiếu để gọi là gì nhỉ, gấp rút mua hồn khí để up lên môn biết là thứ thôi. Quà đăng nhập bắt đầu từ ngày 30, tức là đầu tuần sáng thứ hai đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ được thưởng những cái gì? Bắt đầu chính thức tham gia vào chuỗi sự kiện Halloween, hay còn gọi là chuỗi sự kiện hóa trang. Một chuỗi sự kiện không phải của Việt Nam, nhưng mà hiện tại thì Việt Nam đang là một trong cái nước khá là hưởng ứng và tham gia đồng đều cái sự kiện này theo các hàng năm, đúng không? Và Gaia thì cũng rất là biết gọi là bắt cập nhật tâm lý người chơi khi đưa chuỗi sự kiện này vào. Phần thưởng khi đăng nhập sẽ nhận được kẹo màu và ma bí đỏ. Đây cũng chính là hai cái vật phẩm để cho chúng ta đổi những cái phần thưởng cụ thể như thế nào. Ngoài điểm danh thì chúng ta sẽ nhận được các vật phẩm này thông qua chuỗi sự kiện nhiệm vụ Halloween diễn ra trong vòng 2 ngày, từ ngày 30, mình xin lỗi, trong vòng 3 ngày. 30, tháng này có ngày 31 không nhỉ? Không, bây giờ là tháng mấy nhỉ? Bây giờ đang là tháng 10. Mình nhớ là tháng 10 có ngày 31 không nhỉ? Không có 31 các bạn ạ. Không có 31. Như vậy là 30, mùng 1, mùng 2, 30 này. Không, 3 ngày mình xin lỗi, 3 ngày hay 2 ngày. Tự nhiên lại quên nhỉ? Thực ra mình vẫn biết cách tính cái gì nhỉ? Tháng 10 có mấy ngày đấy, nhưng mà lười thôi. Có 31 này, đếm đầu ngón tay nhưng mà lâu rồi quên rồi, phải chìa tay ra đếm. Cái có điện thoại thì mình giờ ra mình xem luôn cho nhanh. Rồi kia nào. Rồi cái gì nhỉ, diễn ra trong 3 ngày các bạn ạ. 30, 31 và 1 diễn ra trong sự kiện 3 ngày. 3 ngày thì sẽ chúng ta hoàn thành kiếm cái mảnh này tương đối là dễ dàng, tương đối là được nhiều đó. Nạp 450 kim cương, tích lũy tiêu vàng, quay cà phê vân. Các sự kiện này thì ngoài sự kiện nạp, các sự kiện còn lại thì rất là dễ dàng để vượt qua và sẽ giúp cho chúng ta một cái lượng ma bí đỏ tương đối ổn định. Mình ước chừng thì nó sẽ lấy chúng ta sẽ được khoảng độ 20 cái ma bí đỏ, khoảng thôi, 20 ma bí đỏ khi hoàn thành xong mỗi sự kiện mỗi ngày. Ngoài ra thì khi vượt màn chính và vượt màn khó, chúng ta cũng có tỷ lệ nhận được kẹo 7 màu và ma bí đỏ. Tất nhiên là tỷ lệ kẹo 7 màu thì nó sẽ nhiều hơn, và đó là cái phần phẩm gọi là kém hơn, còn mai bí đỏ sẽ là cái phần phẩm giá trị hơn. Và khi thu thập được các phần phẩm này thì chúng ta sẽ được đổi quà, cụ thể có những thứ gì? Vàng, tinh thể, bụi đồ thuốc hồng hóa vân, không phải là những thứ mà chúng ta hướng tới. Cái quan trọng nhất có lẽ cũng như điểm nhấn mạnh nhất trong sự kiện lần này, mình nhận định đó là thẻ Mr. Big lên tới đổi, các bạn chú ý lên tới đổi tới 70 lần, đúng không? Đổi 70 lần. 70 x 3 thì sẽ là 210 mảnh mảnh Mr. Big. Mr. Big mà 210 mảnh à? 100 mảnh đã được ghép một tướng rồi, như vậy còn 110 mảnh nữa thì giúp chúng ta dư lưng lên 5 sao, có thể đưa ngay Mr. Big vào trong đội hình, đặc biệt là những bạn
ở server mới, đúng không? Tuy nhiên 210 cái ma bí đỏ không phải là điều đơn giản chút nào cả. Mỗi ngày thì mình vừa tính lúc vừa rồi thì chúng ta chỉ được khoảng độ 20 cái ma bí đỏ thôi. Đấy, như vậy thì bạn phải cần thêm tới bao nhiêu? 3 ngày là 60, đúng không? Bạn cần thêm đến 150 bí đỏ để gọi là full Mr. Big. Đấy, rõ ràng đây là một con số không hề dễ dàng chút nào cả. Thì ngoài cái sự kiện gọi là gì nhỉ? Quét màn chính, ngoài ra thì các bạn nhớ rằng chúng ta còn quét màn chính màn khó và còn thêm một sự kiện ở bên dưới này nữa. Đó là sự kiện hộp quà Halloween. Chúng ta có thể mua các hộp quà này và mở ra ma bí đỏ được. Và giá của nó theo mình thì cũng tương đối là phải chăng. Nó cũng không đến nỗi đắt quá. Điểm nhấn thứ hai trong chuỗi sự kiện này đó là đổi một số cái skin với giá khá là rẻ. Về cơ bản thì mình nghĩ rằng các skin này nó theo kiểu là free đấy các bạn ạ. Vì đổi cái này thì chúng ta đổi từ quét màn mà ra mà, đúng không? Cho nên cũng không tốn nhiều kim cương. Đấy, tương đối là free. Bao gồm skin của Mary, Hakim Omega Dugo. Cái này Hakim Omega Dugo và Mary thì diễn ra rất là nhiều rồi và nhiều người có được rồi. Thì không đủ các skin đấy, chúng ta đổi skin khác, bao gồm cánh nền Halloween. Cái này cho đẹp thôi. Thường thường thì mình không thích đẹp lắm đâu, cho nên cá nhân mình thì mình sẽ dành các cái này để mình mua những cái vật phẩm khác. Ở đây thì có huy hiệu và cả danh sách, nhưng quan trọng hơn đó chính là hồn vũ khí Nakoruru, hồn vũ khí Mr. Big và đặc biệt là các bốn hồn vũ khí của các võ sĩ tinh chất 14, bao gồm Chrysalis, Gonit, Gis và Leorazi. Cả bốn hồn vũ khí này thì đều giá trị, trong đó có hồn vũ khí của Chrysalis thì rất là đang hiếm có, đúng không? Mới có, mình nghĩ nhớ không nhầm là mới khoảng độ 3 hay là 4 đợt có thôi, vẫn tương đối là hiếm. Hồn vũ khí của Mr. Big chỉ dành cho những ai chắc chắn là đến Mr. Big vào trong đội hình và xây dựng một team gọi là team điện thì mới dùng Mr. Big. Về review chi tiết về võ sĩ Mr. Big này thì hy vọng là hôm đó sẽ có bạn nào đó đổi võ sĩ Mr. Big và sẽ cho mình mượn ác để review võ sĩ này thì nó sẽ thú vị hơn là việc chưa có võ sĩ này và review bằng cái thông tin của võ sĩ trắng, đúng không? Bao giờ nó nổi lên rồi thì cho review nó vẫn hay hơn. Mình nghĩ là như vậy. Để tham gia sự kiện này thì mình nghĩ rằng tích thể lực là cái điều quan trọng nhất thôi, còn việc mua thêm bao nhiêu cái gì nhỉ, hộp quà Halloween thì mình nghĩ rằng tùy thuộc vào cái lượng kim cương mà bạn có, còn thể lực thì rõ ràng là không giới hạn rồi, chúng ta sẽ phải tích thể lực ngay từ bây giờ, đúng không? Ngay từ bây giờ thử cách Kensu giới hạn nửa giá âm thần không phải quan trọng lắm, làm ít nhận nhiều phần thưởng khá là chán trường khi mà chỉ được 15 thẻ bản năng thôi. Giá như nó cho một cái hồn vũ khí của ai đó thì thực sự sẽ ngon hơn. Mình lấy ví dụ như hồn vũ khí của Ainis hoặc là hồn vũ khí của Chrysalis hoặc là hồn vũ khí của Omega Rugo thì mình tin rằng sẽ rất nhiều người chơi tham gia vào cái sự kiện nạp tích lũy này. Tuy nhiên như thế này thì sẽ khá là hiếm người tham gia. Chủ yếu chắc là những người chơi server mới thôi. Còn đâu các server cũ thì mình nghĩ rằng không ham hố gì 15 hay là 20 mảnh bản năng này cả. 2048 chơi hơi lâu một chút nhưng mà có vàng, nhiều vàng, nhiều vàng nhất trong các trò chơi của Gaena. Quà đăng nhập mình sẽ ở đây hình như mới là cái gì nhỉ? Tuần tiếp theo à? Diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5, thẻ Mr. Big và Ainis. Không phải ngẫu nhiên Ainis lại là thẻ cuối cùng. Những bạn nào để ý hay quen chơi cái sự kiện quà đăng nhập thì mình tin rằng Ainis ở ngày mùng 4, ngày cuối cùng trong chuỗi sự kiện quà đăng nhập là một cái thính có thể gọi là cắn được, đúng không? Tí nữa thì chúng ta sẽ cắn một cách rõ hơn. Còn bây giờ thì nhìn thế thôi. Tích điểm đấu trường sẽ cho cái gì đây? Thẻ Mr. Big rồi, ok. Mr. Big chính là cái nhân vật chính trong cái chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày... trong chuỗi sự kiện Halloween, đúng không? Một nhân vật nữa mình cho rằng mặc dù cũng không phải chính nhưng mà mình tin rằng còn quan trọng hơn ở Mr. Big, đó là bảo vệ Ainis, đó chính là Ainis. Diễn ra từ ngày mùng 2 tới ngày mùng 5, cụ thể ngày 2, 3 và 4. Diễn ra trong 3 ngày, mở thử thách bảo vệ. Bất kỳ một cái sự kiện nào diễn ra trong 3 ngày thì cá nhân mình đều nhận định đó là một sự kiện lớn. Các bạn chú ý, sự kiện Halloween là một sự kiện lớn chứ không phải nhỏ bạn nhé, và nó diễn ra trong 3 ngày. Tương tự như vậy đối với Ainis, không phải tự nhiên Gaena cho tới bảo vệ Ainis tới 3 ngày, mỗi ngày cho hai cái mảnh Ainis, đây không phải là chuyện chơi. Từ cái thính này và rất nhiều thính khác thì mình nhận định rằng Ainis sẽ xuất hiện từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5. Đây là một cái sự xuất hiện tương đối là bất thường so với những cái sự xuất hiện của những lần trước đó của những võ sĩ khác. Chắc chắn đây sẽ không phải là vòng đua lần 3 vì đây là điều mà chưa từng xảy ra và mình nghĩ rằng cũng không cần thiết phải xảy ra. Hai lần đua Ainis vừa rồi là đủ cho những người chơi gọi là có khả năng tham gia rồi. Cá nhân mình nhận định thì đây sẽ là lần hồn hạp của Ainis hoặc là một cái thể thức nào đó để lấy Ainis, nhưng mình nghĩ rằng hồn hạp Ainis là phổ biến và có xác suất cao hơn cả. Tại sao lại đưa hồn hạp vào đầu tháng? Mình cho rằng đây cũng không phải cái điều gì quá bất ngờ của Gaena. Khi đó thì sự kiện vòng đua nó sẽ đưa vào giữa tháng hoặc là cuối tháng như là vòng đua Chrysalis vừa rồi thôi. Điều đấy làm cho cuộc chơi trở nên bất ngờ hơn, mới mẻ hơn và tạo ra một cái sự cuốn hút khác biệt hơn
làm cho người chơi cảm thấy đỡ nhàm chán hơn. Khi bạn ăn một món ăn mà bạn gần như biết trước toàn bộ về nó thì thực sự chưa chắc nó đã tạo ra một sự món ngon thật sự là thích thú đâu các bạn ạ. Khi chơi hay làm cái điều gì đó mà nó có một chút bất ngờ nho nhỏ thì mình tin rằng nó sẽ thú vị hơn với cái việc là chúng ta biết trước điều đó. Và Gaena luôn luôn không muốn làm người chơi nhàm chán. Một vote cho sự kiện hồn hạp Ainis đầu tháng. Đây là nhận định của riêng từ S98 và mình cũng gọi là mới khẳng định một cách chắc chắn như vậy thôi. Các chuỗi sự kiện còn lại nghe chừng không quan trọng nữa. Khi mà món ăn nó đã quá nhiều rồi thì các món ăn sau cùng thường sẽ ế. Tẩy luyện chúc phúc giúp chúng ta gọi là nhắc nhở về chúc phúc thôi. Tẩy luyện thôi. Thử thách bí chuyện phần thưởng là gì? Đá cường hóa, mình nghĩ rằng là cái thuốc cường hóa mới đúng hơn, thì là cái thứ mà mình nghĩ rằng là chúng ta nên chăm chỉ chơi để tích tụ không bị thiếu. Các phần thưởng các sự kiện khác không quan trọng lắm. Ưu đãi đổi này thì thường đổi là lỗ, chủ yếu là những bạn nào mà dư và không dùng thì đổi thôi, kiểu như Muay Thái hay là Karate là Taekwondo ấy, đúng không, thì nên là đổi thôi. Còn đâu các bạn khác thì mình nghĩ rằng không nên đổi làm gì cả. Đặc biệt hãy soi trong cái bảng danh sách võ sĩ mới của Bác Phạm Bác Quyền xem những cái võ sĩ sau này nó xuất hiện ấy, thì nó dùng huấn hiệu huấn sách gì thì chúng ta sẽ không bị hố, đúng không. Đổi huy hiệu tiếp tục luôn, đổi sách đổi huy hiệu, và lần này nó cho tương đối là đều đấy các bạn ạ. Các hồn hiệu rất là đều và không gọi là cái gì thêm bớt cái hồn hiệu nào cả. Đấy là toàn bộ bài review của mình về chuỗi sự kiện lần này. Một chuỗi sự kiện khá là dài và theo mình thì hay, vừa dài vừa hay, có nhiều ý nghĩa, vật phẩm ngon, free cũng có và đồ tối kim cương cũng có, giúp cho người chơi có rất nhiều sự lựa chọn trong cái công cuộc xây dựng đội hình, làm cho cuộc chơi trở nên hay hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên, chúng ta đang trong thời kỳ bán môn, rất nhiều võ sĩ đã được update tới tầng lục môn rồi và chúng ta bắt buộc phải tính toán một cái đội hình thật hết sức là chỉnh chu. Các bạn nào lâng môn chậm thì cũng đừng có vội vàng làm gì cả. Mình cũng chưa lâng Leola Kula lên lục môn đâu, mặc dù mảnh của Leola mình còn dư rất là nhiều, nhưng vì vướng duyên ngầm của ca phẩy nên mình bị chậm trễ 2-3 ngày rồi, thậm chí chậm trễ đến 2-3 tuần. Với mình nó cũng không phải là quá quan trọng, vì thực sự thì cứ từ từ thôi các bạn, rồi đâu nó cũng sẽ vào đó thôi. Chứ thực sự thì không chỉ riêng gì mình mà mình tin rằng còn nhiều người chơi khác đa phần là cũng chưa lâng được. Cái này là cái chung của server thôi, chứ các bạn tưởng tượng nó cứ vừa ra tính nào lăng nào một cái ông đã update full rồi, đúng không, thì còn gì là hay ho nữa. Hãy từ từ gặm nhấm những cái sự thú vị trong game mùa 8, chơi chậm lại một chút để cảm nhận hương vị một cách rõ ràng hơn. Chúc các bạn có một cái chuỗi sự kiện Halloween vui vẻ bên người thân và gia đình và cả với quyền mùa 8. Hẹn lại các bạn ở video tiếp theo. Mình là Tru S98.